chuyên mục điểm tuần trên chuyển động 24 giờ không còn quá xa lạ với khán giả xem truyền hình khi liên tiếp nêu lên những vấn đề nổi bật trong xã hội bằng những câu nói đi vào lòng người. đây cũng là chuyên mục được khán giả mong chờ mỗi tuần. mới đây trong một điểm tuần cuối cùng của năm 2020 có tên Vui thôi đừng vui quá” biên tập viên Sơn Lâm nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. vốn nổi tiếng với việc cà khịa bắt trên trong mỗi số lên sóng tuần này chuyên mục điểm tuần cũng không ngoại lệ khi sử dụng đoạn clip đố anh bắt được game một câu nói viral từng gây bão cộng đồng mạng thời gian trước để làm ví dụ đoạn clip xuất hiện hai nhân vật một nhân vật đứng trước camera vừa chạy vừa nói đố anh bắt được game được ví là hình ảnh virus corona còn người cầm camera đuổi theo là đại diện cho con người trong suốt 2020 virus corona đã gây khó khăn đến nhiều nước trên thế giới được biết thời gian gần đây biến thể mới của virus corona lại tiếp tục khiến cho các tổ chức y tế gặp khó khăn trên đố anh bắt được game đã diễn tả tham thúy hình ảnh đùa giỡn không lường trước được hậu quả mà virus corona gây ra. Đoạn clip được chia ra làm hai phần, từ đầu năm 2020 đến trước khi có vaccine và nửa cuối năm 2020, khi đã tìm được vaccine. Thế nhưng, ngay cả khi đã tìm được vaccine, thì những hệ lụy mà virus corona gây ra vẫn khó có thể lường được. Bởi thế, Peter tập Sơn Lâm đã nói virus SARS-CoV-2 cứ như đang thách thức những nỗ lực của chúng ta vậy. Ngay sau khi phát sóng một điểm tuần cuối cùng của năm 2020, đã nhận được hàng loạt lời khen ngợi từ khán giả và cộng đồng mạng, từ nội dung, cách sử dụng hình ảnh khéo léo, thâm sâu cho đến lối dẫn dắt chuyên dán của MC đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng khán giả.